Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo, và đây là chuyên mục Góc nhìn pháp lý cùng Thiên Phúc Lo. Như các bạn cũng đã biết thì vào ngày 24 tháng 10 năm 2019 có diễn ra một cái sự việc, đó là cái trường hợp khoảng 50 người đã tấn công Tỉnh Thất Bồng Lai ngay trong đêm. Và cái vụ việc này nó cũng đã được đưa ra tòa án xét xử. Sau đó thì luật sư Lê Ngọc Luân là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tỉnh Thất Bồng Lai đã có những ý kiến cũng giống như là những lời biện hộ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ mình, đồng thời đã kiến nghị tòa án trả hồ sơ về để cho cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung lại từ đầu. Thì đối với Phúc thì cái sự việc này cũng diễn ra rất là lâu rồi, nhưng mà rất là nhiều người nhầm lẫn ở một cái chỗ là có rất là nhiều người khi mà theo dõi cái sự việc này đều không tách bạch ra từng vấn đề. Tại vì khi nhắc đến Tỉnh Thất Bồng Lai thì chúng ta nhắc đến ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là cái trường hợp mà Tỉnh Thất Bồng Lai bị Nguyễn Xin và những cơ quan chức năng tố rằng Tỉnh Thất Bồng Lai có những dấu hiệu về lừa dối khán giả, lừa dối những cái người ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai thông qua việc là Tỉnh Thất Bồng Lai đã nói rằng những đứa trẻ trong Tỉnh Thất Bồng Lai đa phần là trẻ mồ côi. Nhưng thực tế sau khi mà kiểm tra thì có đưa ra một cái kết luận rằng những đứa trẻ trong Tỉnh Thất Bồng Lai có 6 đứa trẻ trong đó có mối quan hệ huyết thống với những người đang sinh sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Vấn đề thứ hai là cái trường hợp mà Diễm My bị bắt cóc. Và sau đó thì một cái cuộc tấn công khoảng 50 người vào trong cái Tỉnh Thất Bồng Lai gây ra những cái thiệt hại về vật chất và tinh thần nhất định cho Tỉnh Thất Bồng Lai. Và cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề về Diễm My, Tỉnh Thất Bồng Lai và cha mẹ ruột của Diễm My là ông Thắng và bà Mai trong cuộc hành trình truy tìm con của mình. Đó là ba cái vấn đề chính mà mọi người khi mà nhắc tới Tỉnh Thất Bồng Lai mọi người đều phải biết và phải tách bạch ra được. Thì đối với cái trường hợp mà bắt cóc hay là mối quan hệ giữa Tỉnh Thất Bồng Lai với Diễm My, với cha mẹ của Diễm My như thế nào á, thì chúng ta đã có những cái video khác để bàn rồi. Còn riêng đối với cái trường hợp về cái việc mà tấn công của 50 người vào trong Tỉnh Thất Bồng Lai là một cái sự việc có tính chất pháp lý và sẽ phải có những cái chế tài nhất định đối với những hành vi này. Các bạn không thể nào nói rằng là do Tỉnh Thất Bồng Lai có những cái lỗi sai như thế này thì các bạn được quyền vào trong cái Tỉnh Thất Bồng Lai để mà tấn công hay là xâm phạm chỗ ở hay là gây thương tích cho những người ở đây được. Hai cái sự việc nó hoàn toàn khác nhau, bởi vì nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có quy định pháp luật hẳn hoi, cho nên là đối với bất kỳ hành vi nào mà không tuân theo pháp luật thì đều phải chịu những cái chế tài nhất định. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích từng hành vi cụ thể trong cái sự việc mà cuộc tấn công khoảng hơn 50 người. Thì thật ra thì Phúc cũng đã xem hết những cái video cũng như là tài liệu rồi, và những cái tài liệu trong vụ án thì vẫn chưa tiếp cận được. Nhưng mà theo như một cách tổng thể mà khi mà nhìn vào cái sự việc này và xem xét từng hành vi của những cái người mà tham gia vào cuộc tấn công vào đêm ngày 24 tháng 10 năm 2019 á, thì Phúc có một cái số nhận định nhất định. Thì đầu tiên trong cái sự việc vào ngày 24 tháng 10 này thì các bạn có thể thấy rằng là có rất là nhiều người đã đập cửa nè. Rồi có nhiều người đã, có một vài người đã cầm nón bảo hiểm, nhất là một cái người phụ nữ mặc áo màu xanh hay gì đó. Và một người đàn ông hoặc một vài người đàn ông có hành vi là lục soát từng phòng ngủ trong Tỉnh Thất Bồng Lai, bất chấp những cái sự ngăn cản của những người đang sinh sống trong Tỉnh Thất Bồng Lai. Và bên cạnh đó là đỉnh điểm là có một số người đã ném đá vào trong Tỉnh Thất Bồng Lai, ném đá những cái người mà đang sinh sống trong đây và gây ra thương tích cho họ và ngăn cản không cho họ đi đến nơi để cấp cứu kịp thời. Thì đó là những cái hành vi mà nổi bật nhất trong cái vụ tấn công này. Chỉ một cái câu hỏi đặt ra thôi, nếu như Tỉnh Thất Bồng Lai có những cái sai phạm nhất định thì cơ quan chính quyền nhà nước là cái đơn vị mà người ta có thể có những cái lệnh khám xét hoặc là bắt giữ Tỉnh Thất Bồng Lai, bắt giữ những cái người trong Tỉnh Thất Bồng Lai, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như có dấu hiệu của tội phạm đối với Tỉnh Thất Bồng Lai, đúng không? Việc mà một người dân hoặc là một cá thể nào đó tập hợp lại với nhau tấn công vào Tỉnh Thất Bồng Lai, đó là một cái hành vi sai trái nếu như không được sự cho phép của nhà nước hoặc là sự cho phép của pháp luật. Đặc biệt là nếu như trong trường hợp các bạn khám xét chỗ ở nhà người khác thì các bạn cũng phải có một cái lệnh khám xét chỗ ở đàng hoàng. Nhưng mà trong trường hợp này thì những cái người tấn công đều không có cái lệnh này. Thì đối với cái hành vi mà khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác á, được thể hiện trong cái trường hợp này đó là hành vi mà ra soát tìm kiếm một cái gì đó ở trong cái khu phạm vi nơi ở của một cái người khác hoặc là một cái tổ chức khác mà chưa được sự đồng ý cho phép của họ. Rồi hành vi thứ hai đó là hành vi tự ý xâm hại chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà hoặc người quản lý hợp pháp. Rõ ràng những cái người mà tấn công vào Tỉnh Thất Bồng Lai này á đã thực hiện những cái hành vi mà được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội xâm phạm chỗ ở của người khác, được quy định tại điều 158 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017. Và hậu quả của cái hành vi này á là không mang tính chất bắt buộc,
Nhưng mà theo như một cái số tài liệu cũng giống như là những cái video mà chúng ta ghi nhận được thì cái hậu quả nó đã làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống sinh hoạt bình thường của những người trong tỉnh Thất Bồng Lai này. Và hơn hết là cái hành vi khám xét chỗ ở hoặc là tự ý xâm phạm vào nhà người khác cũng đã gây những cái thương tích nhất định cho cái tỉnh Thất Bồng Lai và những người sinh sống trong tỉnh Thất Bồng Lai. Xét về cái mặt khách quan là như vậy nha, nhưng mà xét về mặt chủ thể thì những cái người mà từ đủ 16 tuổi trở lên thì sao phải chịu trách nhiệm đối với tội này. Thì xem trong cái clip này thì chúng ta đều thấy là đa phần đều là những người lớn, thì những người lớn này cũng đã vượt qua khỏi 16 tuổi rồi, thì rất có khả năng những người này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự được. Và cái về mặt chủ quan thì cái lỗi của những người này đây là một cái lỗi cố ý trực tiếp, có nghĩa là họ biết được cái hành vi của họ là sai trái trái pháp luật nhưng mà họ vẫn mong muốn và nó thực hiện nó để nó xảy ra. Còn về cái thương tích và những cái tổn hại vật chất và tinh thần gì đó thì các cơ quan điều tra phải có trách nhiệm là sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra xem là những cái gì mất mát, những cái gì thiệt hại của tỉnh Thất Bồng Lai sau cái sự cố đó, và lập danh sách rồi ghi nhận biên bản lại, thậm chí là giám định luôn cả những cái tài sản thiệt hại đó đã làm mất bao nhiêu, rồi xong rồi những cái thương tật trên người của những cái người mà đang sinh sống trong tỉnh Thất Bồng Lai là bao nhiêu phần trăm, để mà chúng ta có một cái kết luận mà chính xác nhất định để truy cứu trách nhiệm những người có liên quan. Thì đối với cái trường hợp này thì mình hoàn toàn đồng ý với luật sư Lê Ngọc Luân rằng là nó đã đủ cái dấu hiệu để cấu thành cái tội phạm này rồi. Nhưng mà không hiểu vì lý do nào đó mà trong cái phần tranh luận của viện kiểm sát thì viện kiểm sát cho rằng là không có đủ dấu hiệu để mà truy tố về cái tội này. Thì Phúc đặt một cái dấu chấm hỏi rất là to lớn chỗ này. Rồi tiếp theo đó là cái hành vi mà ném đá. Hành vi ném đá này ném vào trong những cái người mà đang cố gắng bảo vệ tỉnh Thất Bồng Lai, là những cái người mà được mệnh danh là sư thầy. Thì khoan hãy bàn đến cái câu chuyện là những người này có phải là sư thầy hay không ha. Chúng ta bỏ qua cái câu chuyện đó đi. Các bạn biết á, đá là một trong những cái vật mà tự nhiên, nó nằm ở trong môi trường tự nhiên rồi. Còn đối với nón bảo hiểm là những cái vật mà con người sáng tạo ra để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của con người. Đây cũng được xem là những cái phương tiện nguy hiểm và nó được hướng dẫn trong cái nghị quyết 02 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán, thì các bạn có thể tham khảo cái nghị quyết này. Thì đối với cái trường hợp này á, thì cái hành vi mà ném đá hay là ném đánh nón bảo hiểm gây thương tích cho người khác á, thì sau khi giám định cái thương tật ra thì sẽ biết kết quả. Còn nếu như mà trong trường hợp mà nó hơn 11% thì chắc chắn là sẽ bị truy cứu về trách nhiệm của tội này rồi. Vẫn mong chờ là có một cái kết quả giám định là xem là bao nhiêu để mà có thể truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà theo như Phúc thấy xem những video gần đây thì cái tỷ lệ thương tật của thầy Hoàng Nguyên Nhất Nguyên chắc là nó không có cao. Nhưng mà không có cao không có nghĩa là hành vi này nó đúng theo pháp luật nha các bạn. Dù có thể là nó sẽ không thỏa mãn cái tội là cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, nhưng về cơ bản á, là nó vẫn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đàng hoàng, chứ không phải là không được đánh nhau hoặc là gây thương tích cho người khác không phải là chuyện đơn giản đâu các bạn. Thì nói tới đây á, thì các bạn đều có thể thấy rằng á, là qua những cái tình tiết cũng giống như là những cái bằng chứng mà luật sư Lê Ngọc Luân đã thu thập được và tòa án cũng đã có trong cái bộ hồ sơ của vụ việc này, thì có thể thấy rằng là những cái hành vi như thế này là hành vi trái pháp luật và nó cần phải được xử lý. Các bạn khi mà xem video clip này các bạn phải tách biệt rõ ràng hành vi nào có lỗi, hành vi nào trái pháp luật thì cần phải xử lý, còn hành vi nào của người khác trái pháp luật thì hãy để cơ quan nhà nước người ta xử lý, chứ mình không có trách nhiệm, không có cái thẩm quyền gì để mà mình có thể là thay trời thay thiên hành đạo gì hết các bạn. Không có được, không có được, bởi vì nhà nước đã được hình thành và tạo ra pháp luật như một cái công cụ để quản lý xã hội rồi, thì các bạn phải tuân thủ theo pháp luật đó. Các bạn là những người công dân giống như Phúc thôi, các bạn là những người mà không thể quản lý xã hội, cho nên các bạn đã bầu cử cho những cái người mà có chức năng thẩm quyền để người ta làm được cái việc này. Thì tại sao các bạn không để cho những cái người có thẩm quyền đó người ta làm mà các bạn lại tự ý tấn công gây hại đến cho người khác như vậy? Hành vi này là một cái hành vi không thể chấp nhận được các bạn. Thì qua đây thì Phúc thể hiện cái quan điểm của mình đối với cái trường hợp này, thì đây là cần phải truy cứu trách nhiệm đối với những cái người mà đã thực hiện hành vi này. Còn với tỉnh Thất Bồng Lai có những cái sai phạm nào đó thì sau khi điều tra và kết luận điều tra thì phải truy cứu trách nhiệm nếu như có sai phạm đến cùng. Thì cái việc đó thì Phúc sẽ phân tích trong một cái video tiếp theo. Còn bây giờ nếu như mà mọi người có bất kỳ thắc mắc gì, mọi người có thể comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Thiên Phúc Lo nhé. Cảm ơn các bạn.